Lai ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điệu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhất đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết chứ thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn mà diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điển vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ hai ương thường những trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm đau thương để hạnh biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì quy đức, cầu phúc lành tái sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay môn học phần ngữ Pali bài 21, hiện tại phân từ tiếp theo phần Pali vui để học. Sự dịch chuyển trong sự chuyển dịch, ngôn ngữ luôn thay đổi theo trào lưu văn hóa xã hội. Chữ vô tư ngày trước thường được hiểu là hồn nhiên, vô tư lự bây giờ thường được hiểu là không cần phải ngần ngại. Trên phương diện phổ thông quần chúng vốn như vậy, mà ngay cả trong cách dịch thuật của cá nhân cũng thay đổi theo thời gian. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, một vị tiên phong trong lĩnh vực thắng pháp Abhidhamma, có rất nhiều thay đổi trong sự dịch thuật từ vựng của môn này. Thí dụ chữ xá quán ná, ngài ban đầu dịch là tâm thực, rồi sau này dùng các chữ động tốc, động lực. Một nhà dịch thuật lớn khác là Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng tương tự như vậy. Chữ Yoniso Manasikara được dịch là như lý tác ý, khéo tác ý, chánh tư niệm. Ngày nay trong nền Phật học, Anh ngữ có những khuôn mặt uy tín như Ngài Bô Thí, Ngài Thassi Saro. Có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn từ tiếng Pali chuyển sang Anh ngữ mà các chị phải đắn đo lựa chọn. Chữ Dukkha thay vì dịch là suffering, khổ, thì dịch là unsatisfaction, renounce, bất tội nguyện. Chữ Sankhara dịch là formation, sự hình thành, constitution, sự cấu tạo, hay fabrication, sự kết cấu. Sự biến đổi ý nghĩa của ngôn ngữ theo thời gian đối với kho tàng Phật học là một thách thức lớn cho sự dịch thuật. Rất may mắn là Phật học có ngôn ngữ Pali làm chuẩn mực để giữ nguyên những ý nghĩa cần thiết. Đôi khi nói như một nhà học Phật, đọc các bản dịch thì tạm thôi, nhưng vẫn thấy đọc nguyên văn Pali thoải mái hơn. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu giảng dạy bài học hôm nay. Con kính thỉnh thượng tọa. Kính được một thời chứ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Khi bàn về vấn đề
Tôi biểu dịch thuật. Khi mà chuyển dịch từ một ngôn ngữ khác qua một ngôn ngữ khác, không thể có được một cái sự nhất quán, bởi vì các ngôn ngữ rất là phong phú. Nhiều khi một chữ mà nó đôi ba nghĩa, hoặc là một chữ Pali cũng với cái nghĩa đó, nhưng mà trong Hán Việt thì có nhiều từ để chỉ cho cái nghĩa đó. Thế là mỗi vị dịch giả, vị thì dịch giả này thì ưng dùng cái chữ này, vị kia thì ưng dùng cái chữ kia để mà dịch. Cho nên khi mà chúng ta đọc vào cái bản dịch, chúng ta sẽ thấy trong hai ba bản dịch nó có cái lối dùng từ chỉ dịch nó khác nhau. Thực ra thì không có khác nhau về ý nghĩa, chỉ khác nhau về từ, về từ ngữ mà thôi. Cái đó thì chúng ta có thể tạm chấp nhận được. Nếu mặc dù dùng từ khác nhau nhưng mà ý nghĩa cũng giống nhau và đúng với văn bản, thì chúng ta chấp nhận được. Chỉ có trường hợp là thay vì cái chỗ đó phải dịch cái từ đó nó mới đúng nghĩa, nhưng mà lại bị lấy cái từ khác để đem dịch cái chữ đó thì nó sai nghĩa đi, thì cái này không chấp nhận được, bởi vì khiến cho hiểu sai kinh điển. Chẳng hạn như là ở trong tiếng Anh, ở trong bài chúng ta đọc khi nãy, thì cái chữ Dukkha hay là cái chữ Sankhara thì nó được dịch nhiều chữ. Nhưng mà ở trong cái tiếng Việt của chúng ta đó, thì chữ Dukkha không có cần phải dịch nhiều chữ. Dukkha chúng ta chỉ là khổ đủ rồi. Cho nên cái vấn đề này không có cần phải đắn đo hay suy nghĩ gì cả. Chỉ có một vài thuật ngữ nó quan trọng. Thí dụ như chữ Vinh Giá, có chỗ dịch là cần, có chỗ dịch là tấn. Thí dụ như Vinh Giá, có vị thì ân dịch là tấn quyền, có vị ân dịch là cần quyền. Cái nào cũng là cái khả năng của cái sự tinh tấn ha. Cho nên cái chỗ đó nó cũng không phải là nhiều lắm.
Thế thì chúng ta đọc các bản dịch thì chúng ta chỉ tạm để đọc thôi. Nếu như vẫn thấy nó có cái gì không hài lòng đó, với những cái bản dịch, hoặc là mình thấy bị rối não chút xíu, thì tốt hơn là chúng ta nên đọc nguyên văn Pali thì nó thoải mái hơn. Và tất nhiên trước khi mà đọc nguyên văn Pali đó, thì bản thân chúng ta cũng phải rành rẽ về từ ngữ Phật học, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được trong cái văn bản Pali đó muốn nói cái gì. Chúng ta đọc cái bản tạng kinh đó, thì chúng ta phải có cái khái niệm về cái thuật ngữ của tạng kinh. Chúng ta đọc về tạng luật Pali thì chúng ta phải có cái khái niệm về thuật ngữ luật tạng. Còn nếu chúng ta đọc cái tạng thắng pháp thì chúng ta phải có một cái khái niệm về thuật ngữ thắng pháp. Chứ nếu mà nói đọc nguyên văn Pali nhưng mà chúng ta chỉ đọc có một từ người chúng ta xài chung cho cả ba tạng thì trường hợp này nó cũng không có được thoải mái đâu, thưa quý vị. Không có được thoải mái đâu. Cho nên đây đó, thực ra ngày hôm thứ sáu tuần rồi và hôm và thứ sáu hôm nay đó, thì ở trong cái phần Pali vô địa học ta có những cái vấn đề về ngôn ngữ thì nó cũng không có gì quan trọng để mà bàn đến vì nó có mênh mông quá. Cho nên chúng ta chỉ trình bày một chút xíu ở trong cái phần Pali vô địa học thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái phần Pali nghi thức thực hành. Hôm nay trong cái phần Pali nghi thức thực hành thì chúng ta có 3 bài: sám hối tam bảo. Và ở đây trong mỗi một bài Pali chúng ta đã có một cái bài kệ tụng để sám hối tam bảo. Nhưng mà cái bài kệ tụng này là chúng ta viết để cho nó xuông câu và chỉ lấy cái ý nghĩa, chứ chúng ta không lấy cái mạch văn.
Cho nên các Phật tử chúng ta phải biết vậy, đừng có ngạc nhiên khi mà chúng tôi phân tích về ngữ pháp của đoạn kinh này và giải cho quý vị nghe. Quý vị đừng ngạc nhiên là tại sao dịch không, khi mà phân tích ra nó không giống như cái bài đọc, bài tụng. Và ngược lại, có nhiều vị thì nói nếu mà cái bài tụng viết chính xác với cái mạch văn thì như vậy thì chúng tôi, quý vị cho rằng là chúng tôi phân tích sai. Cho nên chúng tôi phải nói trước cho quý vị, Uttamang ghi na quay hăng và đắp bằng sừng và rốt tâm ăn Uthe yo khalito do so Uthu khắp mắt tu tăng mà măng Uttamang ghi na quan đề hăng thầm mạnh chất đều vượt thăng quả răng Thầm mê yo khalito do so thầm mô khắp mắt tu tăng mà măng Uttamang ghi na quan đề hăng sang khanh chất đều vượt thốt tâm ăn Sang khê yô khá lì tô đô sô sang khô khá ma tu tăng mâm măng. Ba bài kể này cái mạch văn thì có điểm giống nhau, chúng ta chỉ thay đổi một chút. Cái chữ Uttamangena là cái đầu, cúi đầu. Chữ ăn giá là cái chi phần. Uttama là cao. Trong thân của chúng ta, đầu mình và tay chân đó, thì cái đầu là cái chi phần ở trên cao. Cho nên xài sử dụng khách thì chúng ta xài như một trạng từ. Uttamangena là cúi đầu, hay là với cái đầu. Chữ quan đê hăng đó, có cái chữ hăng ở phía sau là chữ a hăng, chữ a hăng. Và chữ quan đê hăng, chữ quan đê là giản lược cho một cái động từ câu thứ nhất. Là đảnh lễ, con đảnh lễ. Ba đáp ân sung là một hợp từ. Chữ băng sung, băng súc tức là cái bụi. Bằng xúc là bụi. Chữ ba đá là cái bàn chân. Ba đá bằng xung á, là hạt bụi dưới chân. Hạt bụi dưới chân là ám chỉ cho hạt bụi dưới chân của Đức Phật. Quá rố tâm ăn, một hợp từ nó gồm có hai từ tố là quá rá và ố tâm ăn, ố tâm ác. Quá rá cũng có nghĩa là cao quý, của quý báu. Còn ố tâm ác là cao thượng. Do đó chữ quá rố tâm ăn chúng ta dịch chung là cao quý.
con cúi đầu đảnh lễ. Hạt bụi cao quý dưới chân Đức Phật, con cúi đầu đảnh lễ hạt bụi cao quý dưới chân Đức Phật. Chúng ta lại cái trường hợp chúng ta cung kính đến Đức Phật đến độ mà chúng ta chỉ cần đảnh lễ cái hạt bụi dưới chân của Ngài cũng đủ rồi. Đừng có nói chi là chúng ta đảnh lễ cái thân cao quý của Ngài, vì đảnh lễ cái hạt bụi dưới chân của Ngài cũng là cao quý, cũng là lợi ích cho chúng ta. Putthe yo khalito do so. Chữ yo do so, chữ do so trong trường hợp này không phải là sân hận, và chữ do so trong trường hợp này có nghĩa là lỗi lầm, có nghĩa là lỗi lầm. Chữ do so nó có nhiều nghĩa nha quý vị. Chúng ta xài thường thường lô phát đô sát vô hát tham sân si, nhưng mà chữ đô sát trong trường hợp của chúng ta xài rất nhiều trường hợp mà chúng ta thấy với ý nghĩa chữ đô sát có nghĩa là lỗi hay là khuyết điểm. Chữ bút thê trong trường hợp này chúng ta xài định sẽ cách số ít. Chứ thấy chữ bút thê chúng ta đừng nghĩ là đó cách số nhiều, không phải đâu. Đó là định sẽ cách số ít. Cái định sẽ cách số ít đó đôi khi được dùng như là quy phát tiết, quy ba là sát. Tức là chúng ta xài đảo nghịch cách. Đảo nghịch cách có đôi khi, thí dụ như ở chỗ đó thay vì xài đảo cách, nhưng mà ở đây văn phạm Bali đó, các nhà văn phạm người ta trình bày về định sự cách thay thế cũng được, không sao cả, gọi là đảo nghịch cách. Tiếng Bali nó có những cái trường hợp đảo nghịch cách, đảo nghịch tính. Thường thường chúng ta gặp cái từ đó, đẻ ra từ đó là danh từ nam tính. Nhưng mà có đôi khi lại sử dụng ở trong mạch văn chia theo nữ tính. Trường hợp này mấy các cái nhà dịch giả cẩn thận cái chỗ này, chứ gặp cái chỗ đó chúng ta phải quỷ chuyển liền. Chữ Khalito có nghĩa là xúc phạm. Nó là quá khứ ngôn từ của cái động từ khalti. Như vậy ở đây thay vì xài động từ khalti xài gì, nhưng mà nói yo do so gute khalito, thì chữ khalito đó nếu mà đi ghép với hiểu ngầm cái trợ động từ hô tí thì nó cũng trở thành động từ có nghĩa là
phạm đến, xúc phạm đến. Còn cái câu cuối đó, Bhutto khambato tăng mà măng, nếu mà sắp xếp theo cái mạch văn mà chúng ta thường học ở trong Bali đó, thì phải là Bhutto tăng mà măng khambato, tăng mà măng khambato. Chữ tăng ở đây đó là để chỉ cho vô đô sô những lỗi lầm nào mà con đã phạm đến Đức Phật, thì tăng là phạm lỗi lầm ấy, tăng là lỗi lầm ấy. Chữ mơ măng á là xài chỉ định cách của đại danh từ âm hát, nó cũng là một hình thức đối cách, mắc măng cũng là đối cách. Động từ khâm ma túng, khâm ma tí, chữ khâm ma tí ở đây đó là chịu đựng, là kham nhẫn. Nhưng mà chữ khâm ma tí nó còn một cái nghĩa chấm phẩy nữa, tức là cái sự tha thứ, bỏ qua. Cái danh từ khanh tí của chúng ta, khanh tí là nhẫn nại đó, chữ khanh tí là nhẫn nại, là nó từ cái động từ khâm ma tí mà ra. Ở đây có nghĩa là cái sự chịu đựng hay là cái sự kham nhẫn. Nhưng mà chữ khâm ma tí nó còn một cái nghĩa thứ ba đó là chấp nhận, là chấp nhận. Yasra yasvato khamati, nếu vị tôn giả nào chấp nhận cái sự việc này thì hãy im lặng. Nát khamati sofa saya, nếu không chấp nhận thì xin hãy nói ra. Ở trong cái tăng sự kiết ma, nghĩa là tăng sự ngôn, có cái xài cái chữ khamati rất thường ở trong những cái lời bố cáo, những cái lời tuyên ngôn của vị luật sư. Cho nên chữ khâm ma tí có nhiều nghĩa. Ở đây chữ khâm ma tí có nghĩa là tha thứ, hãy tha thứ. Như vậy những lỗi lầm nào mà con đã, những lỗi nào mà phạm đến Đức Phật, xin Đức Phật tha thứ hay bỏ qua lỗi ấy cho con, bỏ qua lỗi cho con. Uttamangi na wande hang, con cúi đầu đảnh lễ ba đa băng sưng vô rốt tâm măng, hạt bụi dưới chân, hạt bụi cao dưới chân Đức Phật. Bút thê vô khali tô đô sô, lỗi lầm nào cũng phạm đến Đức Phật,
Phật thù không tu tăng mà măng. Ngưỡng mong Đức Phật xá tội lỗi ấy cho con. Còn cái bài kệ thứ hai đó, cũng vậy, Uttamange na quan đề hàng cúi đầu đảnh lễ. Đu-vi-thăng tức là hai loại. Đu-vi-thăng là hai loại. Thăm măng đúng với thân là hai thứ giáo pháp. Cái trì chát ở đây chứ chỉ là tiếng đệm, thay vì cái nghĩa trì chát có nghĩa là và, nhưng mà ở đây không có nói gì ở phía trước phía sau hết. Nhưng mà tại vì xen vào cho nó đủ chữ của câu câu đó thành 8 chữ. Cho nên mới để chữ chắc là tham manh chắc đi quý thăng quà răng. Chữ quà răng là quý báo. Con cú đầu đảnh lễ hai hạng giáo pháp cao quý, hai loại pháp cao quý, hai loại pháp cao quý, tức là phải hiểu ngầm cái nghĩa là pháp học và pháp hành. Tham bê vô khali tô đô sô vô đô sô là những lỗi lầm nào. Kalito tham mê, những lỗi lầm nào phạm đến giáo pháp. Ở trong này không có nói đến cái chuyện mà vô ý hay cố ý, thưa quý vị. Trong cái bản dịch của chúng ta hồi xưa đó, cúi đầu làm lễ duy trần với chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Nếu mà mình được vô ý, mình sao hối làm chi? Vô ý, cái nào mà vô ý thì không có lỗi. Cái nào vô ý thì không có lỗi. Cho nên là khi mà viết cái bài đó cũng khôn, tức là chỉ sám hối những cái lỗi vô ý. Thì đương nhiên sám hối cái lỗi vô ý thì Đức Phật này nói rằng nếu vô ý thì không có lỗi, không biết không có lỗi, vân vân. Chúng ta khôn, chúng ta sám hối bằng cách đó để chúng ta khỏi khỏe, chứ chúng ta đâu dám sám hối vì con đã cố ý phạm đến Đức Phật. Cho nên cái chỗ này cũng là cái chỗ mà dịch thuật nó cũng có vấn đề thôi. Dịch thoát qua, thoát ra, thoát văn quá thì nó nhiều cái chỗ sơ hở. Sơ hở thì cũng nhẹ nhàng chứ có gì ở chỗ này đơn giản. Cho xuông câu để mà đọc thôi. Nhưng mà chúng ta đọc thẳng vào Bali thì chúng ta thấy nó xúc tích hơn, cô động hơn. Lỗi lầm nào đã xúc phạm đến giáo pháp, ngưỡng mong giáo pháp xá lỗi ấy cho con. Cái lệ cũng nhân kết quả chứ giáo pháp đâu phải là nhân vật đâu, mà sao xá lỗi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sống với Đức Phật
sám hối Tăng Bảo, sám hối Phật Bảo, sám hối Tăng Bảo rồi. Thì bây giờ chỉ sám hối Pháp Bảo thì chúng ta cứ nói cứ xin Pháp Bảo xá tội lễ cho con. Chúng ta hơi bị nhân cách quá chỗ đó. Nhưng mà bây giờ Bali cũng đã là như vậy thì chúng ta đọc theo vậy thôi. Chứ khi mà mình có cái gì mà phạm đến, mình có cái gì mà nó bất kính với giáo pháp thì trong lúc đó đó tự chúng ta phải có cái sự hổ thẹn, chúng ta biết ăn năn hối hận và nguyện chừa cải là sẽ không có suy nghĩ như vậy nữa, không có nói như vậy nữa để phỉ báng giáo. Chúng ta sám hối như vậy. Cái bài kệ thứ ba đó, Uttamangi nó quanh đi hăng, thì câu này cũng về cúi đầu làm lễ. Sang khanh chát được người thoát tầm ăn. Ở đây thưa quý vị, cái chữ sang khanh chát là tăng, thêm chữ chát ở phía sau thì cũng như chúng ta đã nói vị người chữ này. Bình thường thì chữ chát nó có nghĩa là và, một liên từ. Nhưng mà ở đây được thêm vào để cho nó đủ chữ, một câu tám chữ đủ thôi, chứ chỗ này không cần phải dịch chữ chán. Còn cái chữ đuôi thoát tâm ăn đó, ở đây cũng là một cách mình hợp âm, một cách hợp âm gọi là sanh thí. Nhưng mà sanh thí trong trường hợp này đó thì chúng ta cũng chú ý như thế này. Ở trên đó đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ hạt bụi cao quý dưới chân Đức Phật thì mình xài hai chữ. Purutamang tức là Vara và Uttama. Còn khi mà đảnh lễ giáo pháp đó, thì xài một chữ Vara thôi, Vara, xài cái chữ Vara được rồi. Đức Vị Thăng Vara. Còn khi mà đảnh lễ tăng chúng đó, thì mình xài cái chữ Uttamang, xài chữ Uttamang. Cái này, cái cách học này đó thưa quý vị, khi mà người mà muốn học kinh tụng mà biết Pali thì chúng ta coi qua, chúng ta sẽ thấy cái cách dùng từ, cách dùng từ thì chúng ta sẽ học thuộc lòng nó nhanh lắm thưa quý vị. Thì cái chữ đúng với thoát tầm ăn, chữ ót tầm ăn, khi mà chữ á và chữ ú gặp nhau, khi hai quy âm á ú gặp nhau thì hình thành chữ ô. Á ú gặp nhau thành chữ ô. Đúng với thoát và ú tầm ăn. Nhưng mà tại sao ú tầm quy thoát? Đúng ra đó, anh nói là cái chữ đuôi thăng, hãy sang khăn thì phải đuôi thăng. Nhưng mà khi đuôi thăng đó, chờ chúng tôi chút xíu, bây giờ chúng tôi phải gõ tiếng Bali mới được. Hmm.
trong trường hợp này chúng ta nhớ chữ đúng với thân cộng Uttamang, chữ nước cây tá M chấm dưới, khi nó gặp chữ ú, nó gặp nguyên âm thì đúng với thá đã bỏ đi. Đu nguyên thăng cộng Uttamang thì nó bỏ cái chữ niết hê tá, nó bỏ cái chữ ăn chấm dưới. Nhưng mà đu nguyên thá cộng Uttamang á thì á cộng ú thì nó bằng ô, cho nên đuôi thá cộng Uttamang thành đuôi thoát tâm ăn, đuôi thoát tâm ăn. Nó thành chữ đuôi thoát tâm ăn. Nó rắc rối vậy đó thưa quý vị, cho nên cái này đưa nhé. Và chúng ta chịu đơn giản thôi, không phải sao cả. Con cú đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, hai bậc tăng bảo cao quý, hai bậc tăng, hai bậc hội chúng cao quý. Thật ra đó, thì ở đây nếu mà chúng ta nói hai bậc tăng cao quý, hai bậc tăng cao quý, nếu vào thời Đức Phật đó, thì Thích Sang Khá và Thích Khu Ni Sang Khá là Tỳ Khưu Tăng và Tỳ Khưu Ni, chúng Tỳ Khưu Ni. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải hiểu là chỉ cho Phàm Tăng và Thánh Tăng. Phàm Tăng và Thánh Tăng, hai bậc tăng bảo cao quý, cao thượng. Còn cái câu sau thì nó cũng đơn giản vậy, là Sang Khê Vô Khá Lê Tô Đô Sô, lỗi lầm nào đã phạm đến tăng, Sang Khô Không Mà Tu Tăng Mà Măng, cuối xin tăng tha thứ lỗi cho con. Thì ý nghĩa là như vậy, ý nghĩa trong cái văn bản Pali là như vậy. Con cú đầu đảnh lễ hạt bụi cao quý dưới chân Đức Phật, lỗi lầm nào đã phạm đến Đức Phật, mong Đức Phật tha thứ lỗi cho con. Con cúi đầu đảnh lễ hai hạng giáo pháp cao quý, lỗi lầm nào đã phạm đến giáo pháp, ngưỡng mong giáo pháp tha thứ lỗi ấy cho con. Con cúi đầu đảnh lễ hai bậc tâm tăng chúng cao thượng, lỗi lầm nào đã phạm đến tăng chúng, ngưỡng mong tăng chúng xá tội lỗi cho con.
Đó là ý nghĩa của ba bài mà chúng ta tụng để chúng ta đọc Pali. Đọc Pali thì chúng ta nhớ gì đó, nhưng mà chúng ta đọc theo tiếng Việt thì chúng ta đọc theo kinh Nhật Hành ở đây đi. Kinh Nhật Hành ở đây chúng ta đã quen như vậy rồi. Thì hồi nãy chúng tôi đã nói trước cho quý vị là tùy. Ở đây chỉ chúng tôi chỉ phân tích ngữ nghĩa của cái đoạn mạch văn Pali, còn lấy cái nghĩa để chúng ta tụng đọc thì phải làm cho nó xuông câu lại, cho nên đọc nó thuận tai, nó thuận miệng. Bây giờ thì chúng tôi đã xong cái phần Pali Vô Địa Học và Pali trong nghi thức thực hành. Tiếp theo, thời gian còn lại, kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng hướng dẫn văn phạm Pali cho các Phật tử. Văn phạm Pali hôm nay, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, trước khi mà hướng dẫn Phật tử ở phần tiếp theo thì nhân có Thượng Tọa Thầy Sư muốn hỏi Thượng Tọa một vài điểm mà liên quan đến cái phần đầu Pali Vô Địa Học đó. Thì tôi xưa là trong cái trong bộ bản sớ giải của Tăng Chi thì lại có nói rằng một cái người tu tập tứ vô lượng tâm từ bi hy xả đó không phải chỉ đối với người khác mà là cũng đối với chính bản thân của mình đó. Dạ, tức là chúng ta tu tập tâm từ của mình, tâm bi của mình thì không thể nào mà mình đối với từ bi hy xả đối với người khác được mình. Thì có một học giả Tây phương là ngài Thanh Saro thì ngài có một cái nói rằng do việc cái chữ chữ Mudita khi mà mình dịch là sympathetic to joy tức là tùy hỷ đó, thì những tùy hỷ đó nó chỉ áp dụng đối với người khác thôi, nhưng mà ngài phải nói rằng con người mình tu tập tâm hỷ chính mình là mình cũng phải cảm kích, và mình phải cảm kích chính bản thân của mình đó. Thí dụ như là vui thay ta sống không hận thù, giữa những người thù hận, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Ngài nói cái đó cũng là một cách thay mudita. Thì gặp những trường hợp như vậy đó thì thường đầu tôi suy nghĩ rằng chúng ta có nên xem chữ mudita là tùy hỷ không, hay là chúng ta nên dịch một cái chữ khác cho nó đạt cái chữ hơn, tại vì tùy hỷ là vui theo người khác thôi, nhưng mà ở đây đó, cũng là một cách tự cảm kích với bản thân của mình. Hay hoặc giả là chúng ta thấy rằng tàm và quý là cái hai cái chữ mà dịch là ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, thì có nhiều vị họ thí dụ tàm và quý giống như mình thấy lửa mình sợ là mình ghê sợ, nhưng mà tàm mình biết hổ thẹn là khi mình chiếc áo mình nó dính phải phân mình hổ thẹn, nhưng mà tàm quý nó có mặt ở trong tất cả những cái tâm tỉnh thảo. Thì cái chữ hổ thẹn mà ghê sợ chúng ta có nên dịch trở lại hay không, hay là chúng ta cứ tiếp tục như vậy, tại vì nó dễ dẫn đến chỗ sai lạc lắm. Có khi nào Thượng Tọa đi qua cái kinh nghiệm dịch thuật, Thượng Tọa thấy rằng những cái chữ rất là quen thuộc, thường định dùng, nhưng mà nó lại phải chỉnh sửa lại, hay là phần cần có cái nhìn khác đi. Cũng như chữ khổ chẳng hạn, chúng ta nói khổ là cái gì khó chịu, nhưng mà chữ khổ ở trong Đạo Phật thì ý nghĩa nó mênh mông lắm, chứ không phải là chỉ đơn giản là khổ, chỉ là cái sự phiền khổ thôi. Xin Thượng Tọa hoan hỷ cho một vài cái suy tư Thượng Tọa về vấn đề này, kính thỉnh Thượng Tọa. Như vậy là chúng tôi phải trở lại cái phần Pali Vô Địa Học. Hồi nãy ở trong phần Pali Vô Địa Học thì chúng tôi thấy không có từ gì quan trọng, cho nên chúng tôi không có nói đến. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị,
từ bi hỷ xã. Đúng ra ở trong thêm tinh đạo cũng như trong thắng pháp có đề cập đến thì từ bi hỷ xã, cái đối tượng là chúng sanh, đối tượng của từ bi hỷ xã là chúng sanh. Nhưng mà khi các ngài nói đó, mình tu tập không phải là có tâm từ, cái tâm bi, tâm hỷ, tâm xã đối với chúng sanh, mà phải đối với chính bản thân mình nữa. Thì ở đây trong trường hợp này quý vị, các ngài thì cũng có lý, nhưng mà chúng ta cứ để nguyên cái từ, để nguyên cái thuật ngữ metta là từ karuna bi mudita hỷ và upekkha là xã, từ bi hỷ xã. Chúng ta cứ để nguyên vậy đi, chừng nào tu tập cái thời tự chúng ta biết lấy. Tu tập như thế nào? Khi mình nghĩ đến chúng sanh, tâm mình không có bực bội, không có sân hận với chúng sanh đó, và nghĩ đến chúng sanh liền mong cho chúng sanh đó được sự an vui, không có khổ. Sabbe satta sukhita nidukha, sẽ được an vui không có khổ. Nhưng mà bây giờ trước khi mình mong cho người khác được an vui không có khổ, tự bản thân mình phải trú với cái trạng thái tâm mát mẻ, cái trạng thái mát mẻ, cái đặc tính mát mẻ ở đồ sát. Vì khi mà mong cho chúng sanh khác không có khổ, và lúc đó mình đang có cái sự bực bội khó chịu thì mình đang có cái sự khổ. Mong cho người khác không có khổ mà tự bản thân mình có khổ thì như vậy nó không có hợp lý. Cho nên mình phải làm sao cho mình không có cái khổ thân tâm bằng cách là không có sân giận. Thì như vậy mới có tâm từ với người khác được. Cái đó gọi là có tâm từ với chúng sanh và có tâm từ với chính mình. Bởi vì không thể nào mà bản thân mình dùng cái tâm sân nóng nảy, dù cái tâm sân mà nguyện cho chúng sanh khác được cái sự an vui, thoát khỏi sự khổ. Bây giờ mình phải dùng cái tâm thiện với cái trạng thái ở đồ sát là vô sân, lúc đó mình mong chúng sanh khác được an vui không có khổ. Mà hễ khi mà mình an trú với cái trạng thái tâm tịnh hảo ở đồ sát thì như vậy, cái trường hợp này là gọi là có tâm từ với chính bản thân mình. Hoặc là trước khi mà chúng ta nghĩ đến chúng sanh khác, muốn nghĩ đến chúng sanh khác bằng cái tâm thiện cảm, thì chúng ta nhìn lại chính bản thân, chính nội tâm của mình, phải đẩy lui, phải tẩy sạch cái tâm sân hận mình ra. Thì như vậy bản thân mình được cái sự an vui rồi
thì mình mới nghĩ đến chúng sanh khác bằng cái sự an vui được. Đó là có tâm từ, có tâm bi. Mong giúp cho chúng sanh khác thoát khỏi sự khổ đau, thấy chung những chúng sanh khác đang làm ác, mình thương xót nghĩ rằng chúng sanh này sẽ bị đau khổ lâu dài trong tương lai, thì bản thân chúng ta, chúng ta phải biết tự thương chính mình. Là chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta tạo ác nghiệp thì trong tương lai chúng ta sẽ phải bị khổ, cho nên chúng ta cũng phải thương chính mình. Nhưng mà trong cái mà có tâm bi với chúng sanh khác đó, là chúng ta có tâm bi với hai phương diện. Một là thấy chúng sanh đó đang tạo cái nhân khổ. Đức Phật Ngài có tâm đại bi khi Ngài thấy chúng sanh khác sống dễ vui phóng dật hay là tạo ác nghiệp, Ngài có tâm bi chúng sanh đó vì chúng sanh này trong tương lai sẽ khổ. Thì có tâm bi thứ nhất là đối với chúng sanh đang tạo nhân khổ, thứ hai là chúng sanh đang bị hưởng cái quả khổ, đang quằn quại đối khác, thương tích, cảm thọ khổ, nằm rên xiết. Thì cái đó là có tâm bi với chúng sanh đang hưởng quả khổ. Đang tạo nhân khổ cũng có tâm bi, mà đang hưởng quả khổ cũng có tâm bi. Nhưng mà đối với bản thân của chúng ta đó, được gọi là có tâm bi là chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh. Nếu thấy tự mình làm những cái điều ác là nhân đến quả khổ đau đó, thì chúng ta phải dừng lại, gọi là biết thương chính mình. Như Đức Phật Ngài dạy cho tôn giả Rahula: này Rahula, khi con làm một cái thân hành, là một cái khẩu hành, là một cái ý hành nào, thì con phải phản tỉnh lại xem cái thân hình mình đã, cái thân hành, khẩu hành, ý hành đã làm, đã nói, đã suy nghĩ, hay là đang làm, đang nói, đang suy nghĩ, hoặc sẽ làm, sẽ nói, sẽ suy nghĩ. Xem cái thân hành, khẩu hành, ý hành nó thuộc về thiện hay là bất thiện, nó đưa đến sự đau khổ hay là đưa đến quả an lạc, được bậc thiện trí thức tán thán hay là khiển trách. Phải phản tỉnh như vậy. Nếu thấy là thiện, là nhân đưa đến sự an lạc và được bậc trí tán thán, thì mình nên tiếp tục quan hỷ và nên tiếp tục làm, nói, suy nghĩ. Nếu mà sau khi phản tỉnh mà thấy rằng cái thân hành, khẩu hành, ý hành đó ở thời bất thiện là đưa đến sự đau khổ, bị bậc thiện thì trí thức của trách đó, thì nên dừng lại, nên đi sám hối, tỏ phát lộ với các bạn đồng phạm hành, hay là phát lộ với các vị thầy có trí. Thì như vậy, khi mà chúng ta tu tập, mà chúng ta biết phản tỉnh và dừng lại, không tiếp tục làm những cái ác hành về thân, về khẩu, về ý, thì như vậy đó là chúng ta cũng có tâm bi với chính bản thân mình. Còn cái chuyện mà chúng ta đang vì khổ thì chúng ta đừng có thương cái bản ngã này, mà chúng ta phải giữ cái tâm xả. Ai biểu trong đời quá khứ đã tải tìm chi, bây giờ phải bị quả khổ đau như thế này, phải giữ cái tâm xả, đừng có tâm sân giận, vân vân. Còn nói với đến tâm hỷ, chữ thật ra đó, chữ tùy hỷ là anubodhana, thêm cái chữ anu vô trong đó, vô cái căn của chữ tá mới là tùy hỷ. Còn cái chữ mudita ở đây chỉ là hỷ thôi, là vui thích được rồi. Cho nên
chúng ta vô thích với cái nhân lành mà người khác đã làm, hay là cái quả lành mà người khác hưởng, mà chúng ta không có cái sự đố kỵ, không có sự ghen ghét. Như vậy gọi là hỷ. Còn hỷ đối với bản thân đó cũng được, là khi mình làm những cái điều gì nó tốt đẹp, như là mình đã từng bố thí, đã từng giữ giới, sau khi chỗ thanh vắng yên tĩnh, mình quan sát chúng sanh ở trong đời này, cái tâm ô nhiễm do bọn sẻn sanh tham, và cũng chính vì cái sự keo kiết bọn sẻn đó mà chúng sanh phải rơi vào cảnh giới khổ đau. Nay ta có cái tâm rộng rãi xả bỏ, không có bỏ thẻn, để mình khởi lên cái tâm niệm quan hỷ: ôi lợi ích thay cho ta, ôi hạnh phúc thay cho ta, khi mà ta không bị ô nhiễm bởi cái tâm bỏ sẻn. Hàng ngày cái suy nghĩ như vậy đó gọi là cha ca núi sư tí, là tùy niệm thí. Khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta ngồi chúng ta suy xét lại cái giới của mình, nó được thanh tịnh trong sạch, nó không có bị bể vụng, không có bị lớn rớt, không có bị ô nhiễm, thì tâm của mình quan hỷ. Thì như vậy đó cũng là mudita, cũng gọi là mudita. Sô mô đế tí, sô bô mô đế tí. Nó quan hỷ, nó hân hoan thấy nghiệp tịnh mình làm. Nay vui đợi, sao vui? Làm thiện hai đời vui. Nó vui, nó ăn vui thấy nghiệp tịnh mình làm. Thì khi mà mình làm phước đó, khi mình làm cái điều thiện, mình thấy được cái điều thiện mà mình đã làm đó, được thanh tịnh, không có lỗi lầm, thì tâm của mình cũng có sự quan hỷ. Thì cái sự quan hỷ đó cũng là mudita vậy. Cái chữ mô đã tí là nó từ cái nó cho ra cái danh động từ, cho ra danh động từ là mudita đó. Chữ mô đã tí, ba mô đã tí cũng từ đó. Cho nên các ngài dạy rằng mình có tâm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với chúng sanh, cũng có tâm, có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với mình cũng được. Nhưng mà không phải là chúng ta tụng, chúng ta đem cái bài kinh mà tụng rải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với chúng sanh, rồi chúng ta sửa cái chữ chúng sanh đó lại cho mình đó, thì cái đó thì nó hơi xa. Nhưng mà chúng ta tu tập theo cái cách mà chúng ta quán xét lợi ích cho chúng sanh mà cũng lợi ích cho chính bản thân mình, thì cái đó có cái nghĩa, có cái nghĩa là chúng ta tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chỉ có vậy thôi quý vị. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài điều. Đúng ra thì hồi nãy thì Thượng Tọa Giới Đẳng đã bắt qua những cái vấn đề khác nữa, nhưng mà chúng tôi chỉ nói bốn vấn đề đầu từ vị hỷ xả thôi. Bây giờ thì còn cái thời gian còn lại để Thượng Tọa hướng dẫn văn phẩm Bali và chỉ cho Phật tử làm bài tập Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú cái trình thì tập tổ chức tính sư huynh đề nghị. Và bây giờ thì
để nhờ chư tăng khoan hỷ giúp đọc cho ba cái bài sám hối Phật pháp tăng ở trong trong mỗi vị đọc ba lần chứ. Ba lần tức là đúng là một bài và ba câu đó. Dạ, mỗi bộ bài còn ba câu chứ chúng ta không có đọc thành ra chính là sư tử chi đọc trước được không, rồi thỉnh sư Nguyên Thông, rồi dạ dạ thỉnh thỉnh sư tử chi. Dạ. Đừng kinh đảnh lễ chư tôn đức, bất chào đại chúng, xin phép đọc ba điều tin. Uttamang ghi na wan de hang ba da bang sung qua ru tamang bu te yo khari to do so pu tho kham tu tam ma mang. Uttamang ghi na wan de hang tham mang cha du vi thang va rang tham me yo khari to do so tham mo kham tu tam ma mang. Uttamang ghi na wan de hang sang khen cha du vi tha ta mang sang khi yo khali to do so sang kho kham tu tăng ma mang. Nhiều năm bốc trong niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Nhiều năm phóng trọng niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi của mình, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung. Nhiều năm phóng trọng niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi của mình, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Dạ, tiếp theo kính thỉnh đại đức Thầy Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh sám hối. Uttamang ghi na wan de hang ba da bang sung va ru ta mang bu te yo kha li to do so bu tho kha ma tu tang ma mang. Uttamang ghi na wan de hang tha man cha du vi thang va rang tham me yo kha li to do so tham mo kha ma tu tang ma mang. Uttamang ghi na wan de hang sang khan cha du vi tho ta mang sang khe yo khali to do so sang kho kama tu tăng ma măng. Gieo năm pháp tròn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Gieo năm pháp tròn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung. Gieo năm pháp tròn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung. Dạ, con xin hết, con xin nhận cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Ni Phật. Con kính lễ Phật, lễ Pháp, kính lễ Tăng, kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng. Con xin đọc. Uttamang ghi na wan de hang pa da pang sum va ru ta mang bu the yo kha li to do so bu tho kha ma tu tăng ma mang. Uttamang ghi na wan de hang tham man cha du vi thang va rang tham me yo kha li to do so tham mo kama tu tăng ma mang. Uttamang ghi na wan de hang sang khan cha du vi tho ta mang sang khe yo kha li to do so sang kho kama tu tăng ma mang. Gieo năm bốc trọn niềm xã hội, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Gieo năm bốc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh,
ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung. Dạ con xin trao mai lại cho diễn đàn và chân thành tri ân chư vị lắng ta nghe. Sa thú kính chư thiện chư tôn đức, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp theo một bài học về hiện tại phân tử. Khi nãy Đại Đức Thầy Tri có điện thoại cho chúng tôi nói rằng sợ là hôm nay không có đủ thời giờ cho bài tập, do vì chúng ta lấy tập trung thời giờ còn lại để cho bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta ôn lại một chút là từ trong bài 11, từ trong bài 11 nói về phân từ. Phân từ là gì? Participle là gì? Phân từ, thưa quý vị, tức là một cái sự chuyển hóa từ động từ để trở thành tính từ hay là trở thành danh từ. Có khi chúng ta gọi là danh động từ. Ví dụ như là nói là người đàn bà. Người đàn bà tức là một cái danh từ. Nhưng mà tôi đã nêu lên câu hỏi với người đàn bà đang nấu ăn, thì người đàn bà đang nấu ăn đó, cái chữ nấu ăn đó ở trong tiếng Anh cũng như trong tiếng Pali thì mình phải xài cái mà chúng ta gọi là participle, tức là đang nấu ăn đó là một động từ, nhưng mà đang nấu ăn là hiện tại phân từ. Nhưng mà hay là tôi mời người đàn ông đã phát biểu, tức là tôi mời cái vị đại biểu đã phát biểu, thì cái chữ đã phát biểu cũng xài là quá khứ phân từ. Thì trong tiếng Phạn đó, người ta có hai cái quá khứ phân từ là bất biến quá khứ phân từ và quá khứ phân từ. Thường chúng ta dịch là bất biến quá khứ là sau khi hay là đã, như gần toa là sau khi đã đi. Thì ở đây chúng ta không có trở lại cái quá khứ phân từ mà chúng ta chỉ dùng cái hiện tại phân từ. Thì thứ gì hiện tại phân từ đó là một cái động từ mà được dùng trở thành một cái tính từ, cái danh từ nào đó bổ nghĩa. Và đặc biệt ở trong tiếng Pali đó, thì cái hiện tại phân từ đó là nó phải cùng giống, tức là nam tính, nữ tính hay là trung tính, nó cùng số hay số ít số nhiều, và nó cùng một cách, tức là danh từ, cái danh từ là chủ cách, thì cái hiện tại phân từ nó cũng là chủ cách, mà danh từ đó là sở thuộc cách, thì cái hiện tại phân từ cũng là sở thuộc cách. Thật ra chúng ta nhớ rằng phân từ đó được hiểu như là một cái tính từ cho cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Danh từ bổ nghĩa. Và để thành lập cái hiện tại phân từ đó, thì chúng ta đã học trong bài 11 là về cái hiện tại phân từ được thành lập bằng cách là thêm cái chữ enta hay là á vào trong cái động từ nguyên mẫu. Thí dụ như là động từ nguyên mẫu là bá chá là nấu. Bây giờ hiện tại phân từ là bá chanh tá. Bá chanh tá. Hay là bá chá ma hana. Bá chá ma hana. Thêm chữ gọi là anh tá hay là ma hana. Đó là trường hợp của nam tính. Và thưa quý vị, trong trường hợp khác đó, thì nó cũng có cái chuyện là
đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp một số động từ nguyên mẫu nó không phải tận cùng bằng ác như là bát chát, mà nó tận bằng ê như là chore. Chore thì đọc là chorenta hay là chumana. Chorenta, chore, chorenta. Và rồi cũng có cái hiện tại phân từ mà nó đến từ cái động từ nguyên mẫu là tận cùng bằng a. Thí dụ chúng ta nói là kina, kina là mua, là kinanta, suna là nghe, thì có sunanta, sunanta. À, và cũng có một cái dạng khác đó, là thay vì kina, kina là mua, thì bây giờ đã là kinamana, hay là suna là sunamana. Nhưng mà cái chữ mà mana là xài trong cổ văn, và có thỉnh thoảng tìm, đặc biệt là trong Chá Thất Cá, trong Túc Sinh Truyện, hay là ở trong Sutta Nipata, tức là những bản cổ văn, chứ phổ thông thì ít ai xài chữ mana, mà chúng ta xài chữ chữ anta, như là kinanta hay là sunanta. Nếu như vậy là từ một động từ chuyển sang cái phân từ, và trong phân từ chuyển sang hiện tại phân từ đó, thì chúng ta nhớ rằng hiện tại phân từ được xài giống như là một tỉnh từ, tức là nó bổ nghĩa cho danh từ, bổ nghĩa danh từ. Và bởi vì vậy nên nó phải đồng cái giống, tức là hoặc là nam tính, hoặc nữ tính, hoặc trung tính, nó đồng với cách, như là chủ cách, đối cách, vân vân, đồng với số, số ít, số nhiều. Thì bây giờ chúng tôi xin lỗi quý vị là có khi chúng tôi dịch ban đêm đó, chúng tôi dịch ban đêm mà chúng tôi dịch xong chúng tôi quên cắt bỏ cái phần tiếng Anh đi, quý vị quan hệ bỏ gì. Cái câu số 2 có cái phần, có cái phần tiếng Anh quý vị bỏ gì. Thì chúng ta có bài số 11 là nói hiện từ, hiện tại danh từ mà theo cái dạng gọi là nam tánh và trung tánh. Bây giờ chúng ta nói dạng theo dạng nữ tánh. Thật ra thì nó cũng không có khác nhiều đâu. Và quý vị học quen rồi thì quý vị thấy rằng thường là ở trong nam tánh là A hay là A, còn nữ tánh là Y, Y nhiều hơn. Y dùng chỉ như là bát chát là nấu ha. Mà nếu mà về nữ tánh thì là bát chanh chi, rồi bát chát là bát chà mana, chore, chorenti, choreya thì là choreyamana, kina là kinanti, kina cũng có dạng là kinamana, kinamana. Thì những cái động từ nguyên mẫu như là bát chá là nấu, chore là trộm cắp, hay là kina là mua, kina là mua chẳng hạn, thì những cái động từ nguyên mẫu đó nó chưa có mang cái nam tánh, nữ tánh, trung tánh. Nhưng mà bởi vì khi mà nó đi chung với một danh từ, và nó đi chung danh từ, thí dụ chúng ta nói Nara là người đàn ông, là Nara là người đàn ông là nam tánh, mà chúng ta nói Ichi là người phụ nữ là nữ tánh, thì bắt buộc những cái hiện tại phân từ này nó cũng đổi theo cái tánh như vậy. Và hôm nay thì chúng ta học về cái gọi là hiện tại phân từ được chia theo nữ tánh. Phần bài số 11 thì chúng ta đã học được nam tánh và trung tánh rồi. Và bây giờ chúng ta lấy cái chữ bát chá là nấu, bây giờ trở thành hiện tại phân từ mà theo nữ tánh gọi là bát chanh chi. Thì khi mà nó biến cách thì
thì nó cái biến cách này nó giống y hệt như là chúng ta chia danh từ nữ tính mà tận cùng bằng y vậy thôi, rất là đơn giản. Pachanti từ cách số ít, chủ cách số là Pachanti, Pachantiyo, đối cách là Pachanting, Pachanti, số nhiều là Pachanti, Pachantiyo, sử dụng cách là Pachantiya, sử dụng cách số nhiều là Pachanti hí, cũng có Pachanti phí, nhưng mà Pachanti phí là như hồi nào, như chúng tôi có nói trước kia là chúng ta học đọc trong cổ văn thì xài nhiều, chứ thường là phổ thông thì ít có ai xài chữ Pachanti phí. Xuất xứ cách là Pachantiya, Pachanti hí. Một lần nữa chúng ta cũng có bài danh thi phí. Chỉ định cách số ít là Pachantiya, số nhiều là Pachantina, sở thuộc cách là Pachantiya, sở thuộc cách số nhiều là Pachantina, định sở cách là Pachantiya, Pachantiya, Pachantisu, hô cách là Pachanti, Pachan, số nhiều là Pachanti, Pachantiyo. Có một vài trường hợp mà số ít và số nhiều nó giống nhau. Ví dụ như trong khu cách Pachanti, Pachantiyo, thì chúng ta phải coi, chúng ta phải coi theo cái danh từ, thì chúng ta mới biết được, mới chia số ít số nhiều. Nhưng mà đại khái là thường nó rất là dễ nhớ, dễ học. Nếu quý vị đã thuộc về cái chủ cách, đối cách, sử dụng cách vân vân mà thuộc một một cái kiểu như là trong danh từ nam tánh, nữ tánh, trung tánh rồi đó, thì từ đó qua những cái biến cách khác nó từ đó nó dễ thôi, chứ nó không có khó. Rất là dễ. Bây giờ chúng ta đi qua vài thí dụ tiêu biểu về cách đặt câu. Là ở đây chúng ta có câu là Amapattang Pachanti Kanya Yasating Kathedi. Amma Pattang Pachanti Kanya Yasating Kathedi. Ở đây cái hiện tại phân từ Pachanti, Pachanti là nấu. Pachanti là nấu. Cái hiện tại phân từ đó đó, nó phải đồng cái giống, đồng số và đồng cách với chữ Amma. Amma là mẹ. Amma là mẹ. Pattang Pachanti rất là đang nấu cơm. Đang nấu cơm. Amma Pattang Pachanti là người mẹ đang nấu cơm. Kanya Yasading Kathedi. Kathedi là nói. Kathedi là nói. Nói nó có cái chữ Pasati. Pasati là nói chuyện một cách nghiêm túc, nói chuyện một cách có văn vẻ, có đề tài, tức là chúng ta gọi là nói chuyện. Còn cách thê tí ở đây tức là nói, có thể nói bụng lông, nói cái gì đó, nói bữa nay trời đẹp quá, hay là nói con lấy cái này cái kia cho mẹ. Thành ra hai cái chữ nói, nó có nhiều chữ nói lắm, nhưng mà chúng ta nhớ chữ cách thê tí, cách thê tí là nói chung chung vậy thôi. Chứ các chữ chữ pasati, pasati là nói có chủ đề, nói có một cái mạch lạc thôi. Thì nói bình thường chúng ta gọi là cách thê tí. Kanya Yasating ở đây xài sở thuộc cách là bé gái, và nói chuyện với Yasating, cái giới từ với Kanya Yasating là với bé gái. Cách thê tí là nói chuyện với bé gái. Amma Pattang Pachanti là quý vị thấy rằng cái chữ Pattang Pachanti ở đây tức là một cái mệnh đề, hay trong tiếng Việt bây giờ gọi là một cụm từ. Một cụm từ nó bổ nghĩa cho cái chữ Amma. Amma là mẹ. Và người mẹ đang nấu cơm và nói chuyện với bé gái. Và chúng ta cũng thấy có một câu khác là Kanya Pattang Pachanti Amang Pasati. Thì ở đây chúng ta phải thấy rằng Kanya ở đây là chủ từ, và cái động từ đây là Pasati, là thấy. Thấy ai? Thấy người mẹ là Amang.
và phát tăng và chanh tí. Phát chanh và chanh tí là đang nấu cơm. Là bé gái thấy người mẹ đang nấu cơm. Thì còn hãy chờ chúng tôi một chút xíu nha. Hello. Dạ được hữu chào. Dạ. Dạ đang ở trong phao thóc được hữu. Bây giờ đang ở ICU hay là giờ vẫn còn trong phòng giờ. Dạ. Nhưng mà bác sĩ nói sao được. Giờ bây giờ đó được quan khỉ chờ chỉ chút xíu nha, tại vì đang có công việc đó, đang có công việc chút xíu sẽ gọi lại cho được hữu liền. Giờ sẽ gọi lại. Nhưng mà được hữu dùng cái speaker được phải không? Dạ vâng. Dạ. Dạ được, sẽ bây giờ được gọi các vị vô đi thì sẽ tụng kinh cho bà cụ bây giờ. Dạ vâng. Thưa vị quý vị quan hệ trời chúng tôi một chút nha. Thường tọa pháp đang nghe thì không biết thường tọa có mặt ở trước máy không. Xin hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được không? Sư Nguyên Thông có nghe được không vậy? Sư Nguyên Thông có nghe được không? Dạ. Có một việc cần vắng mặt khoảng chừng 15 phút. Không biết là sư Nguyên Thông có thể giúp với quý Phật tử, sư có thể nói chuyện Phật tử hay là các vị có thể, quý Phật tử có thể chia nhọc bài sám hối tam bảo được trong vòng 15 phút không? Chúng tôi có việc chút xíu rồi sẽ trở lại để trả lời tiếp tục cho chương trình hôm nay. Không biết là có chư tăng có thể giúp cho khoảng chừng 15 phút thôi. Dạ, thưa sư Minh Thông có thể sinh hoạt các vị 15 phút chừng chặt. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tuân lệnh sư phụ đọc cái bài sám hối tam bảo vài lần, và sau đó là con xin mời chư vị tu sĩ và sau đó là Phật tử đọc. Con xin đọc trước. Uttamang ghe na vang de hang pa da pang sum varu tamang bua te yo kalito do so bua tho kamatu tang mamang uttamang ghe na vang de hang dam man chadu vit hang varang tham me yo kalito do so tham mo Kama tu tăng ma mang u ta mang ghe na quang đề hăng sang khanh cha du biết thô ta mang sang khê vô khả lý tô đô sô sang khô kama tu tăng ma mang gieo năm vóc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung gieo năm vóc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh
từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung. Dạ kính thưa đạo tràng, con đọc xong bài sám hối tam bảo, bây giờ con xin kính mời chư vị tu sĩ cũng như là Phật tử thay phiên nhau đọc bài này để mà chờ sư phụ giác nhận làm xong rồi trở lại đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời chư vị tu sĩ trước và sau đó là chư vị Phật tử. Và con kính mời. Dạ sa thú, chúng con thành kính lễ tri ân sư Nguyên Thông. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, theo như lời của thượng tọa, con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi nói về lời trong đạo tràng để thượng tọa giác đẳng đang có việc bận. Lúc nãy con đã thấy thượng tọa Pháp Đăng đưa tay rồi. Dạ bây giờ sư có chức máy không, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ thượng tọa Pháp Đăng có nghe được. Dạ con kính dâng mít đến sư. Thì bây giờ thì hôm nay thì chúng ta học Pali thì và thượng tọa bây giờ bận rồi, thì bây giờ Phật tử mình giơ tay lên này đọc cái bài kệ sám hối này, cái bài kinh tụng sám hối này, sám hối Phật Pháp Tăng. Thì quý vị đọc đi rồi nếu mà thượng tọa giác đẳng chưa vào đó thì sư sẽ lên chia sẻ một chút. Thì bây giờ quý vị cũng phải đọc bài, thì bây giờ quý vị đọc bài đi. Để mà đọc bài đi rồi chúng ta đọc hết đi rồi mỗi người Phật tử mình đọc một lần đi, xong rồi khi mà nếu thượng tọa chưa vào thì sư sẽ chia sẻ, còn nếu thượng tọa vào thì thượng tọa sẽ tiếp tục cho cái lớp học Bali này. Mời Phật tử chúng ta giơ tay lên để đọc cái bài kinh này. Thì cái bài kinh này thì thật sự ra nếu mà chúng ta sinh hoạt ở trong lớp học này thì sư nghĩ rằng chúng ta đều được hết, tại cái bài này cũng thường tụng ở tại các cái buổi lễ hay là gọi là tại mỗi cái thời tụng kinh thì lễ bái tam bảo thì chúng ta đều đọc hết. Thì bây giờ sư cũng mời quý vị giơ tay lên để đọc cái bài kinh này một lần. Thì trong lớp học chúng ta mỗi người đọc một lần rồi. Khi nào quý vị đọc hết rồi đó thì còn thời gian thì sư sẽ lên chia sẻ. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng. Dạ con kính lễ đức tri cho con biết được tín hiệu lời thượng đăng nhật huynh. Kính mời quý vị. Dạ mời quý vị là chức năng tăng gia nguyệt và tăng Phật tử tâm đạo tràng vị nào hoan hỷ có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ trước nhất thì đọc trước. Nếu mà dạ con xin được đọc trước. Dạ con kính tri ân đại đức đại đức đại đại tri gia. Tam ang văn và ruồi tao đâu sao buột thơ khát tu tăng mà mang. Tam ang ghe na quan đề hằng thầm anh cha đức quý thần và răng thầm mê do kali tao đổ sau thầm mô tham tu tăng mà mang. Tam ang ghe na quan đề hằng sẵn khanh cha đức quý thoát tam ang sang khe do kali tao đổ sau sang khô tham tu tăng mà mang. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối a nhân sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh a hương mong Phật bảo đức lành tự dung. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối a nhân sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh a hương mong Phật bảo đức lành tự dung. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối a nhân sở hành lầm lỗi vô minh.
Tự thân khẩu ý khởi sanh na ngưỡng mâm tăng bảo đức lành tự dung. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bàn tay thanh thủy đâu rồi? Lăng Dầu Nguyệt và quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể? Dạ, sa thú. Mời thanh thủy nha. Dạ, cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Dạ, con thanh thủy. Con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin đọc. Tâm măng ghê nó quanh đề hằng pa đá băng sung qua út tâm măng bút thề vô khai tô đô sô bút thô khám má tú tăng má măng út tâm măng ghê nó quanh đề hằng tham manh chá đu quý thằng quá răng tham mê vô khai tô đô sô tham mô khám má tú tăng má măng tám măng ghê nó quanh đề hàng sằng gành cho đu quý thót cám măng sằng khê vô khá lý tô đô sô sằng khô cá má tú tăng má măng gieo năm dốc trọn niềm hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong Phật bạn đức lành từ dung gieo năm dốc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung gieo năm dốc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Và con đã đọc xong, con kính chư đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, theo như lời thượng tọa Pháp Tăng thì con không còn thấy bàn tay của vị Phật tử nào. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi có vài lời trong bài học ngày hôm nay, trong khi chờ đợi thượng tọa giác đặt trở lại an thanh thị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thịnh thượng tọa Pháp Tăng ạ. Con kính nhân mít đến sư. Hello. Thì Phật tử, không còn Phật tử nào đọc nữa thì sẽ cũng nên chia sẻ tí xíu. Thật sự đó thì cái môn Pali này đó, thì các vị dạy đó thì phải theo dõi mà học, và phải nói rằng nó cũng rất là khó chứ không phải dễ học. Mình học cái ngôn ngữ thì thường thường mình biết rằng một cái ngôn ngữ nào nó cũng có những cái thuật ngữ, cái từ ngữ. Mình nói giống như là Phật học thì nó có cái thuật ngữ của Phật học. Và nhất là khi mà chúng ta nói học thì cái ngôn ngữ Pali đó là một cái thuật ngữ cổ xưa. Thành ra nó cũng, mình học cũng phải đòi hỏi, phải có cái sự chú tâm để mình hiểu được cái cách. Chứ còn nếu không thì cũng rất là khó. Vì chúng ta biết rằng đối với chư Tăng thì đa số học để biết tụng vậy thôi, chứ còn thật sự dịch nó cũng không phải là dễ. Học thì nhiều khi học rồi là thầy rồi mà không có ôn lại biết nó cũng quên. Thành ra nhiều khi mình học để mình tụng, mình đọc vậy biết được một ít vậy thôi, chứ còn để mà dạy được nó cũng là đòi hỏi, nó cũng phải là một cái sự kiên trì. Thì vì thấy rằng chúng ta học qua nhiều buổi rồi đó, thì thấy rằng bữa nay mình học tới bài 21 rồi đó, thì thấy cũng rất là mình tập học rồi, mình tập từ từ. Có lẽ là giống như thượng sư phụ Tề Siêu nói rằng mình học nhiều năm nhiều tháng, nhiều lớp, để rồi từ từ mình có thể hiểu được thêm cái thuật ngữ này, cũng để gieo duyên với cái ngôn ngữ Pali này, để mình biết đọc. Nhiều khi mình đọc ở trong
một những cái buổi lễ tụng kinh hay là những cái buổi lễ mình nói giống như Phật tử mình đọc bài dân y tâm mưa hay là dân y ca ti ná hoặc là dân y dân tứ diệt dụng hoặc là dân lễ tra tăng, mình đọc rồi mình học việc này đó, thì mình cũng lợi để mình biết để mình đọc được, và mình cũng biết để phân ra đoạn để mình đọc cho nó có trong cái buổi lễ, cho nó thấy rằng mình cư sĩ mình cũng có học được một ít để mình đọc. Chứ còn học những cái thuật ngữ này đó thì mình phải để ý những cái thuật ngữ này, mình phải học mình để ý, và mình cũng phải nói là thường phải đọc, phải coi lại coi đi coi lại để mình thuộc, giống như mình học ví dụ pháp mình học thuộc những cái tâm rồi những cái tâm sở rồi sắc pháp hoặc là tục đế, mình phải học học như vậy. Thật sự là cũng còn một cái phần nữa là mình phải thích nữa mới được, mình phải thích nữa, mình phải thích học cái môn này, nó khó để cố gắng mình thích mình mới học được. Chứ còn mình học rồi mình mới thấy rằng những cái thuật ngữ đó, mà thường thường mình hay nghe đó, rằng cái thuật ngữ nào ở trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình cũng có những cái thuật ngữ mà nó địa phương ngữ mà những cái người khác mà không hiểu được nó cũng khó. Nhất là chúng ta thường thường hiểu là cái tên hay cái địa danh đó, kêu gọi như vậy, nhưng mà thật sự ra tất cả mọi người khi mà họ muốn thì họ cũng phải gọi y như vậy thôi. Thành ra khi mà học Bali đó thì mình có làm theo cái bài như vậy, nhưng còn nếu mà mình để mình đặt câu đó, mình học để mình đặt câu đó, nó cũng phải để ý rất là nhiều để đặt câu được, chứ không có phải dễ. Thì như vậy nên thường tòa giấc đẳng với thường tòa địa chúa đảm nhận phần này, với thật sự ra còn lại thì chữ tăng cũng chỉ đọc vậy, chỉ biết một phần thôi, chứ còn nếu mà đứng ra dạy thì chỉ có hai vị đứng ra dạy đủ khả năng để mà dạy là ngày giặc giới với ngày giặc đẳng thôi, chứ còn cái sư chỉ học để biết một phần vậy thôi, chứ còn nói thật sự để mà đứng ra mà dạy đó thì phải nói rằng có một cái sự mình phải nói rằng phải bỏ cái thời gian ra để mình đọc mà 5-3 năm gì, học liên tục 5-3 năm gì, chứ còn nếu mà học ít thì cũng khó mà để mình nắm bắt được. Lúc nào quý vị thấy thường đại giác đẳng vào đó thì quý vị cho sư biết. Bữa hôm nay thì mình học cái bữa học hôm nay thì thường đại giác đẳng chắc lẽ là bận đi tụng kinh rồi, nói 15 phút thì chứ cũng 15 phút chắc cũng chưa được, tại thường thường quý vị biết trong một cái buổi tụng kinh như vậy thì cũng phải sắp xếp Phật tử rồi phải có nhang đèn có này kia nọ nó, rồi cũng tắt bạch thỉnh tụng kinh này kia nọ cũng phải tốn thời gian. Thành ra nay chắc suy nghĩ rằng mình chỉ học tới đây, là ngày mai chắc là tuần sau mình học tiếp là cái bài này. Thì quý vị cũng biết rằng đối với cái thuật ngữ mình học mình hiểu, nhưng mà cũng như là lời đầu tiên mà Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Đề Siêu dạy, Thượng Tọa nói đó, những cái thuật ngữ học đó, khi dịch qua những cái ngôn ngữ địa phương cho mình hiểu được đó, thì nó cũng đòi hỏi mình học mình nhìn vô mình biết. Nhưng mà thường thường đó, thì quý sư hay nghĩ như thế này quý vị, bởi vì cái pháp tục đế mình học ở trong Bali đó, mình biết rằng cái pháp tục đế nó có 13 cái pháp tục đế ở trong đó, mà thường thường mình hay đọc là danh chế định đó, danh chơn chế định, là phi danh chơn chế định, rồi phi danh chơn danh chơn, rồi danh chơn danh chơn, rồi phi danh chơn phi danh chơn, là dùng những cái thuật ngữ nhưng mà khi mình đọc vào Bảo Ly đó, ví dụ mình biết danh chơn là gì, là chỉ cho những cái pháp thuộc tính, ví dụ những pháp thuộc tính là gì, ví dụ như tâm chích tá, ví dụ như vậy. Thì cái thuật ngữ này đó mình hiểu rằng là khi mình đọc cái từ chích tá đó, mình hiểu rằng đó là cái gì, là biết cảnh. Bởi vì thường thường chúng ta hay nói rằng những cái vị Phật độc giác á, là ngài chứng ngộ nhưng mà ngài không có nói được, có nghĩa là ngài
cái ngôn ngữ đó, cái ngôn ngữ mà để diễn đạt cái sự chứng ngộ đó, có nghĩa là hạn chế cái ngôn ngữ đó. Còn khi mà mình học rồi, ví dụ mình nói chích tá hay là chê tá xích cá hay là ru bá hay là nhíp ba ná hay là ách tá banh nhất ý, mình học những cái thuật đó mình đọc hoài mình quen này, nhưng mà thật sự ra khi mình hiểu rằng những cái ngôn ngữ đó là để diễn đạt những cái gọi là cái thuộc tính thật sự trong tâm của mình đó. Ví dụ tâm tham, tâm sân, tâm si, thì dùng cái danh từ để gọi đó, mà hãy gọi đúng vào cái pháp chân đế chúng ta gọi là danh chân. Còn nếu mà ngoài đó, thì mình gọi là phi danh chân. Phi danh chân là chỉ cho cái thí dụ mình nói rằng con người là ngũ quẩn, nhưng mà khi mình nói rằng ma quỷ hay là người da đen hay là người da vàng thì nói đó, mình dùng cái từ đó mình biết cái đó là những cái đó là phi danh chân. Danh chân là chỉ cho tâm những thuộc tính thật, ví dụ sở hữu cần hay là sở hữu niệm hay sở hữu tuệ, dùng cái từ gọi cái đó thì mình hiểu rằng nha, cái chỉ cho sự thật chưa qua cái sự biến chế, cũng như bây giờ nói giống như vàng vậy đó. Vàng là cái nguyên mẫu của nó, nhưng mà khi mà chế tác ra nhẫn hay dây chuyền hay là cà rá hay là bông tai thì cái từ đó mình hiểu rằng nó cũng từ vàng ra thôi. Thì khi mình nói đến cái sự thật á, thì gọi là chân đế. Còn khi mà nó được gọi ra theo chế tác á, thì gọi là phi danh chân. Câu trước và câu sau, ví dụ như danh chân rồi phi danh chân, rồi phi danh chân, danh chân, thì câu trước ví dụ như nói tâm của thầy giáo, thì cái chữ tâm á, là chỉ cho danh chân, nhưng mà thầy giáo là chỉ cho một người nam thôi, một người đã làm cái nghề dạy học mình gọi là thầy giáo, ví dụ vậy. Thì mình học như vậy thì mình cũng mình học mà mình biết. Tại vì trong video pháp thì cũng có nói qua cái tục đế đó, 13 cái pháp tục đế đó, trong đó có 6 pháp chế định, mà danh chế định đó, pháp 7 cái nghĩa chế định, như là hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định, tiêu biểu chế định. Thì cái này là cái pháp chế định, danh chế định, nghĩa chế định là như vậy. Theo cái đó mình gọi ra, gọi ra, ví dụ một người nam mà làm cái nghề dạy học thì gọi là thầy giáo, một cái người nam mà làm cái nghề bún sạn thì gọi là người nam đó bún sạn, ví dụ vậy. Là người đó là nghề săn bắn, hay là người đó là nghề chài lưới giăng câu, ví dụ như vậy. Thì mình hiểu rằng á, cái danh từ đó nó có, nó để nó gọi cho một cái cách hành động của cái người đó, là cái người nam đó, do cái tâm mà điều khiển cái người đó, họ làm cái nghề nghiệp, xuyên qua cái nghề nghiệp này hay nghề nghiệp kia, biết vậy nó cũng là một cái phần để mình hiểu tại sao mà những vị Phật chánh đẳng giác đó ngài thuyết pháp được, nhưng mà những vị Phật độc giác lại không thuyết pháp được, vì ngài không có cái ngôn ngữ, ngài có cái pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, nhưng mà cái ngôn ngữ để diễn đạt đó, ngài không có ngôn ngữ. Nên thường thường chúng ta thấy rằng đối với một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài thuyết pháp, ngài dùng những cái ngôn ngữ để ngài thuyết giảng, hay là những cái tên gọi của các vị Phật mà ngài nhớ lại trước đó, đó, hay là những vị đệ tử, thì ngài dùng cái từ ví dụ như là chư Phật có đệ tử như là Đức Phật Các Cú Sanh Thá, có hai cái vị Quá Xá Phá, A Phí Phu, ví dụ vậy. Thì cái tên A Phí Phu hay là Quá Xá Phá đó là hai cái vị tinh văn, cũng giống như bây giờ là ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, đệ tử của Đức Phật. Và khi mà Đức Phật chánh đẳng giác ngài nói đó, thì những cái người đệ tử của Đức Phật á, đi theo nghe và biết rằng cái thời đó có ngài Quá Xá Phá, ngã Phí Phu đó, cũng giống như bây giờ Đức Phật ngài có cái ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất vậy.
ngày sa đứa tá và ngày móc ra nái vậy. Thì nên nhiều khi chúng ta thấy rằng á, mình nói rằng mình nói như vậy để hiểu rằng cái ngôn ngữ đó để diễn đạt nó cũng cực kỳ khó, chứ nó không phải dễ. Mình thấy nó dễ như vậy nhưng mà thật sự ra cũng như bây giờ mình nói tiếng Việt như vậy đó, nhưng mà ai hỏi mình những cái đó là cái cách gì đó, mình cũng không nhớ để mình trình bày đâu quý vị. Trừ khi nào mình đứng ở trên lớp học mình dạy thường đó, ví dụ mình biết xuất xứ cách hay là hô cách hay là đối cách này cái nào đó, mình mới nhớ được. Chứ thật sự ra cũng giống như tiếng Việt Nam mình nói tiếng Việt Nam mình được, nhưng mình nói hết nó cũng không phải là dễ nói. Nhưng mà những người họ học ngôn ngữ thì họ phải hiểu để họ trình bày. Thì cũng như vậy, khi mình nói cái ngôn ngữ để hiểu đó, nên thường thường cũng hay nói là ví dụ mình biết tiếng Anh á, thì cái người Anh họ hỏi mình nói được. Nhưng mà nếu mình không có biết tiếng Anh á, thì cái người Anh họ hỏi mình cũng đâu biết, mình chỉ nghe là cái cảnh thinh thôi, chứ mình không có hiểu được, mình không hiểu được cái ngôn ngữ của cái âm thanh của người đó hỏi. Nên khi mà mình nói giống như là mình không có hiểu cái ngôn ngữ thì mình không có trình bày được. Thường thường nói là không có cái ngôn ngữ đó, bởi vì ngôn ngữ là cái chỗ mà biểu đạt cho nhau để biết mình đang nói cái gì, hay là mình muốn cái gì, hay là trình bày cái gì. Mà nếu mà thiếu cái ngôn ngữ đó, thì mình cũng không có trình bày được. Chúng ta học cái ngôn ngữ thì chúng ta hiểu. Nó cũng là một trong bốn pháp vô ngại, là ngôn ngữ vô ngại, gọi là cái cách mà gọi là học hiểu đó. Học hiểu, ví dụ như thường thường mình nói rằng ngài định sự ngài dùng cái từ mót, hay là cái từ thực, hay là cái từ động lực, hay là cái từ cháo quá ná đó, cũng nãy mình nghe sư phụ Tề Siêu nói đó. Thì nói như vậy để mình biết rằng cái tốc lực tâm á, ở trong cái lộ trình tâm, những cái tâm làm việc động lực á, nó diễn đạt như vậy. Nên dùng cái từ để làm sao ta hiểu, nên dùng cái từ tốc lực là nó liên tục sanh, liên tục sanh. Hay là nói rằng thực là cũng giống như là bữa ăn mình ăn cho đã vậy đó. Thì dùng cái từ đó, lúc trước ngài dùng cái từ đó, nhưng mà sao rồi cuối cùng đó thì cái ngôn ngữ gốc đó, là cái tiếng Pali cháu ná vẫn để. Nếu mà ai họ muốn dục mà họ dùng cái từ gốc đó, họ dịch qua tiếng gì đó họ dịch, nhưng mà dịch qua tiếng Việt mình dùng mấy cái thuật ngữ để mình nói về cái tâm động lực, ví dụ như vậy. Dùng thực hay là cháo quá ná, hay động lực, hay tốc hành tâm. Có lúc mà dùng cái từ là tốc hành tâm. Tốc hành nghĩa là giống như là cái tâm nó sanh liên tục 7 cái cháo quá ná vậy. Nhưng mà dùng như vậy, nhưng mà khi mà dạy đó nó cũng có để những cái mình suy nghĩ nữa quý vị. Ví dụ như mình thấy cái động lực đó, ở tâm vực giới đó, thì nó có 7 cái cháo quá ná. Nhưng mà cái động lực thiền nó cũng là động lực, nhưng mà ngược lại nó chỉ cho ra cái quả tục sinh gì cõi thiền xong thôi, chứ nó không có cái hậu báo nghiệp. Nên nó nhiều khi trình bày cái trình bày về cái động lực đó, ví dụ mình học động lực thì mình hiểu rằng 12 tâm bất thiền cũng là động lực, 8 tâm thiền dục giới cũng là động lực, 8 tâm tố độc lực, 8 tâm tố dục giới cũng là động lực. Nhưng mà rồi chúng ta học cái từ động lực đó chúng ta hiểu, nhưng mà khi mà chúng ta nói vị A-la-hán ngài cũng vẫn làm, vẫn có động lực, cái động lực nó không cho ra cái quả, nó không có cho ra cái quả để hưởng cái quả, nên gọi là vị A-la-hán sau khi chết là ngài niết bàn, nên ngài không có tái sanh. Còn bậc thánh hữu học thì dùng cái động lực giới, cái động lực này cho hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, khổ báo nghiệp. Nên khi mà mình học ngôn ngữ như vậy, nhưng mà khi mà trình bày nó cũng có nhiều cái mà mình cũng phải rắc rối lắm quý vị. Bởi vì thấy vậy chứ thật sự nó cũng rắc rối lắm. Khi mình học động lực, mình học chung 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới, rồi 8 tâm tố dục giới, rồi 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm tố đáo đại, rồi 40 tâm siêu thế, nó cũng là động lực. Nó cũng là động lực. Nên mà khi mình nói đến động lực thì mình nói dùng cái từ thực hay là động lực, hay là tốc lực tâm, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mà nói chỗ này thì nó có 7 cái, nhưng mà chỗ kia thì khi nó không có đủ 7 cái. Ví dụ chúng ta nghe cái tâm đạo nó chỉ có một sát na thôi,
Một sắc na nó cũng là động lực, nhưng nó có một sắc na đạo thôi. Thì tâm quả đó thì nó có hai sắc na đối với người động căn, còn đối với người lợi căn nó có ba sắc na đạo, mà nó cũng là động lực luôn. Thành ra khi mà học ví dụ pháp đó, quý vị thấy, nhưng mà khi nói đến ngôn ngữ đó thì chúng ta thấy nó cũng dùng cái ngôn ngữ để gọi cái đó đó, thì tạm thời mình dùng để mình hiểu, nhưng mà khi mà trình bày đó thì nó có nhiều cái chi tiết. Cũng như nãy Cường Tọa nói vậy đó, cái hiện tại phân từ bây giờ nó trở thành cái khi mình xưng hô như thế nào, thì nó đi với cái gì đó thì nó lại trở thành cái phân từ khác, nó cũng biến đi. Nên quý vị thấy nó cũng mình học vậy, chứ một khi mà thật sự khi mà mình học vậy đó, mình đi một bước vô mình dịch đó, bước vô dịch đó, mình thấy nó cũng còn rất là nhiều cái phức tạp. Mình học như vậy rồi để mình hiểu đó, nó cũng còn nhiều thời gian. Nhưng mà mình hiểu rằng mình người sống trong đời chúng sanh hữu tình, những cái gì cần học thì mình cũng phải học để mình, bởi vì khi mình biết như vậy đó mình mới giao tiếp được, chứ còn nếu mình không biết thì mình không có giao tiếp được. Không biết không giao tiếp được. Nhưng mà khi mình biết như vậy á, nhưng mình sẽ hiểu rằng cái chỗ đó dùng thì đúng, nhưng mà cái chỗ khác thì lại không chính xác. Thành ra chúng ta cũng hiểu, thành ra khi mà dùng cái từ động lực thì chỉ chung cho 51, 59 hoặc là 91 thứ tâm làm ở trong đó. Như vậy thì mình hiểu được, như vậy thì thấy nó có nhiều thứ, nhiều loại động lực bất thiện, rồi có tham sân si, động lực thiện có thiện dục giới, rồi tố dục giới, rồi thiện đáo đại, rồi tố đáo đại, động lực siêu thế thì có động lực đạo, động lực quả, cũng là dùng cái từ động lực. Như vậy thì khi mình học á, thì để cho mình có khái niệm, mà thường thường trong cái bộ Bát Thí Samvitta có nói cái câu là ngôn ngữ hay ngôn ngữ đạo, danh mục hay danh mục đạo, nhưng mà cũng không có lột hết cái đạo, không có lột hết cái đạo. Thường thường chúng ta hiểu cái đạo là cái pháp mà tu chứng, cái pháp tu chứng, còn cái ngôn ngữ để chúng ta diễn đạt thôi, cái ngôn ngữ để chúng ta diễn đạt cho nhau để hiểu. Chứ còn cái sự chứng ngộ đó là cái sự đó nó vượt ngoài cái ngôn ngữ hay ngôn ngữ đạo, nó không còn là cái, nó không bị hệ lụy bởi cái ngôn ngữ nữa, mà cái người đã chứng ngộ do cái tâm chứng ngộ được cái pháp thực tính là siêu thế, chứng ngộ được niết bàn, hay là mình gọi là thấy được niết bàn rồi sát trừ phiền não. Thì cái đó là cái pháp mà mình Phật tử mình cũng hiểu là ngôn ngữ đó để trình bày, nhưng mà cái ngôn ngữ đó nó cũng phức tạp lắm, nó cũng phức tạp, rất là phức tạp. Mình khéo, mình hiểu biết và mình cố gắng, mình học hành. Nên thường thường quý vị biết như là Ngài Xá Lợi Phất hay Mục Kiệt Liên, mà những cái vị thánh mà trở thành tuệ phân tích đó, là phải nói là cực kỳ khó, là các ngài phải duy trì cái kiến thức đó, cái kiến thức văn học đó, nghĩa là một cái nền tảng nhiều kiếp luân hồi, và những cái thuật ngữ đó học liên tiếp mỗi kiếp như vậy đó. Ngài đào tạo cái trí tuệ ba mật đó, Ngài học như vậy rất là nhiều, để một lúc nào đó khi Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện và Ngài đi theo, Ngài chứng ngộ được đó, rồi Ngài vẫn đi theo, Ngài nghe. Nên quý vị thấy có một điều là khi Đức Phật thuyết pháp đó, các bậc thánh đều ngồi nghe hết đó. Nghe để hiểu những cái ngôn ngữ, hay là mình gọi là những cái tên gọi của những vị đệ tử. Ví dụ mình hiện tại thì mình thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiệt Liên, nhưng mà Đức Phật Các Cú Sanh Thá thì có Đức Phật, Ngài có Ngài Quá Sắp Phá, Ngài A Tí Phu, rồi cũng có bà, như là hiện tại có bà Quy Sa Kha, nhưng mà Đức Phật Các Cú Sanh Thá thì Ngài lại có người đệ tử nữ cũng vậy, nhưng mà kêu gọi tên khác. Nên khi mà thuyết pháp đó, thường thường đó là phải chịu khó nghe để hiểu những cái ngôn ngữ để kêu gọi những cái vị thánh đệ tử ở trong một cái thời kỳ của Đức Phật, kêu gọi những cái vị đó, cái tên gọi như vậy, danh tánh như vậy, thuộc tánh như vậy. Ở trong cái bài kinh Đại Bổ mình có nghe đó,
mình có nghe thì mình hiểu rằng những cái đó là các cái vị đệ tử của Đức Phật phải nghe như vậy. Luôn cả bây giờ chúng ta muốn diễn đạt cho ai đó mà nhiều đó thì chúng ta cũng phải nghe. Chúng ta nghe rồi chúng ta phải nhớ cái tên, nhớ cái tên rồi nhớ cái sự chứng ngộ của các vị đó. Ví dụ như là về đệ nhất về lục thông, hay là đệ nhất về trí tuệ, hay là đệ nhất về thiên nhãn thông, hay là đệ nhất về ý quá thông, ví dụ như vậy. Thì mình cũng nghe, phải nhớ cái tên của vị đó và nhớ được cái sự thành tựu của vị đó. Nên khi mình mà nếu mình nói như vậy mình mới thấy cũng giống như ngoài đời vậy đó. Đi học mà để làm hướng dẫn viên du lịch thì mình phải học từ chút tới chút, mình phải nhớ cái địa danh rồi cái thời kỳ rồi cái ở đó cái đặc sản gì, đường xá như thế nào, rồi có những cái gì đẹp, cái gì tốt, cái gì nó sẽ gây ra cái sự tổn hại cho mình, thì cái người hướng dẫn viên họ phải tìm hiểu từng ly từng tí như vậy đó, thì họ mới có cái kiến thức để họ nói, họ diễn đạt cho cái đoàn đi du lịch đó, họ nắm bắt được. Thì chúng ta cũng hiểu giống như vậy đó, mình khi mình tu học cũng vậy đó, mình vào mình nghe pháp, mình học pháp, mình cố gắng mình học tới đâu để mình hiểu được, mình cố gắng mình hiểu tới đâu được mình hiểu, để mình biết rằng những cái ngôn ngữ đó Đức Phật ngài cũng nói trong Tạng A Di Đà là tục đế, hay là danh chế định, hay là phi danh chơn, hay là danh chơn chế định, hay là phi danh chơn chế định. Thì mình hiểu được cái đó để mình biết được những cái gì mà những cái thuật ngữ nào mà muôn thuở nó không thay đổi đó. Cái đó là cái pháp chân đế, mình gọi là tâm, đó là biết cảnh. Ví dụ mình nói rồi sau này khi Đức Phật Mết Tỷ Giá ngày giác ngộ đó, ngày cũng trình bày cái sự biết cảnh, và nếu dùng cái ngôn thì cũng dùng cái từ chích tá là tâm để biết cảnh. Nên được thường thì mình hiểu rằng những cái thuật ngữ này đó, nó có cái ảnh hưởng, có ảnh hưởng khi mà mình niệm cũng vậy. Nên Phật tử, Phật giáo nguyên thủy của mình thường thường mình niệm Buddha, chứ không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Quan Thế Âm Bồ Tát hay Địa Tạng, mình không có niệm. Giờ mình chỉ niệm Buddha là Đức Phật thôi, hiểu như vậy. Để cái thuật ngữ này trở thành sau này nếu mình thường tu tập như vậy đó, tới lúc nào đó mình sanh ra để mình nghe cái tiếng đó. Ví dụ chúng ta thấy những ông cố độc thì ông nghe Đức Phật xuất hiện, Đức Pháp xuất hiện, Đức Tăng xuất hiện, thì cái phỉ lạc nó phát sanh, và làm cho ông nó thôi thúc ông đi gặp Đức Phật. Thay vì ngày hôm sau ông mới gặp Đức Phật, nhưng mà tối hôm đó, đó tự nhiên ông không có, ông giống như cái tâm của ông nó bị, nó có những cái phỉ lạc rồi nó có sự thôi thúc khiến cho ông đi trong đêm vậy đó, không phải là chờ đến sáng. Thì đây cũng là một cái điều mà mình khi mình đọc cái danh chơn đó. Ví dụ mình nói rằng mình đọc cái từ chích tả, hay là cái từ chê tá xích cá, hay là sạc pháp là ru bá đó, mình đọc và mình chiêm nghiệm đó, thì có lúc nào đó mà mình sanh trở lại mình gặp Đức Phật ấy, và Đức Phật ngài dùng những cái thuật ngữ này đó, thì giống như là mình rất là dễ biết. Mình rất là dễ biết, mà mình rất là nghe xong rồi mình phát sanh cái phỉ lạc. Những cái thuật ngữ này vì trong quá khứ đó, cái tâm tư của mình thường gắn bó trong cái thuật ngữ đó. Cái thuật ngữ đó để gọi cái sự giác của Đức Phật. Ví dụ Đức Phật là một A-la-hăng, rồi Samma Sambuddho, Vicca-chanana Sammano đó. Thành ra nhiều khi đó, mình hiểu và mình cũng thấy rằng đối với Phật giáo Nam truyền đó, hay là Phật giáo Nguyên thủy đó, thì các cái xứ Phật giáo họ đều đọc những cái tiếng Bali giống như mình như vậy. Mình cũng đọc như vậy, họ cũng đọc như vậy. Đọc đó để làm gì? Để một kiếp luân hồi nào đó mình gặp lại được Đức Phật ở trong cái sự luân hồi vô lượng vô số phần lần đó, thì có một lần đó mình gặp Đức Phật. Ví dụ chúng ta thấy một quả địa cầu này chỉ có 5 lần Đức Phật xuất hiện thôi. Một Đức Phật xuất hiện như vậy, cái thời gian tuổi thọ nó lâu hay ít hay nhiều là cũng tùy theo cái Đức Phật đó. Ví dụ như Đức Phật Gautama thì ngài chỉ có 45 năm từ lúc ngài thành Phật cho đến lúc ngài niết bàn.
Thì ở trong cái thời kỳ đó, nếu mà chúng ta là người Phật tử hay chúng ta là người có cái tính tâm với Đức Phật, thì mình niệm những cái danh từ mà mình được học để mình nhớ Đức Phật, dùng cho tâm mình nhớ Đức Phật là bậc giác ngộ là như vậy đó. Để một lúc nào đó mình sanh trở lại, mình nghe cái từ đó, như ông Cấp Cô Độc ông nghe cái từ Buddha thì ông phát sanh cái phỉ lạc và ông biết rằng đó là Đức Phật. Cũng rất là nhiều quý vị nghe cái câu chuyện của Đức Vua Cấp Bí Lá đó, với cái bầu đó. Hai cái người này khi mà đi xuất gia mà nghe Đức Phật xuất hiện, đi tìm Đức Phật mà đi tới dòng sông đó, niệm ân Đức Phật, Iti Viso Pakawa Arhan Samman Sambutho Vicha Chana Sammano, rồi cái ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, thì cái dòng sông đó nó trở thành giống như nó băng, nó đóng thành băng vậy quý vị, đóng thành tuyết, nó đóng thành nước đá, rồi những người đi qua luôn, đi qua cái dòng sông đó luôn. Rồi đến Đức Vua đi qua, rồi Hoàng hậu đi theo sau đó, mà Hoàng hậu thấy không có ghe thuyền mà sao vua đi qua được, mới nghĩ rằng vua niệm ân Đức Tam Bảo, nên bà cùng với những cái phi tần cũng niệm. Niệm thì cũng có cái hiện tượng là đi trên sông lên, đi qua được luôn. Nếu quý vị mà đọc những cái câu chuyện này thì quý vị thấy rằng cái sự mà mình thường đọc tụng á, mình thường đọc tụng nó cũng là một cái chủng tử để sau này mình có những cái hiện tượng như vậy. Ví dụ chúng ta thấy trong cái thời kỳ Đức Phật Gautama thì rất là nhiều người sao lại chỉ nói đến ông Cấp Cô Độc hoặc là Hoàng hậu Đức Vua Cấp Bí Lá thôi, Cấp Bí Lá thôi, ví dụ như vậy. Thì những vị đó có ở trong quá khứ đã có cái tính tâm, có cái tính tâm mà khi mà biết được Đức Phật và thường tưởng niệm đó. Nên mình nghe nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hơi Thở, niệm sự chết, niệm sự tịch tỉnh đó. Thì mình thường niệm như vậy cho đến lúc nào đó mình sanh trở lại, thì cái pháp nó trở thành cái pháp trưởng đó quý vị, nó trở thành cái thường cận y duyên. Thường cận y duyên là một cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà người khác thì họ không có thói quen giống mình, không có thói quen giống mình, mà mình thì có cái thói quen đối với cái thuật ngữ này. Ví dụ mình nói rằng bút thô nút sạch tí, mình niệm Phật ví dụ này, hoặc là tham mô nút sạch tí, tham má nút sạch tí ví dụ như vậy, thì mình đọc mà mình dễ quen, thì sau này khi mình nghe lại ai nói cái tên đó thì tự nhiên mình phát sanh cái phỉ lạc, phát sanh cái phỉ lạc. Quý vị thấy tường tọa dắt đẳng vào chưa quý vị? Bởi vì chúng tôi nói là bữa hôm nay lên nói thì hồi nãy thì tường tọa dắt đẳng có kêu thì chúng tôi nghĩ chắc tường tọa cũng khó vô được lắm. Bây giờ hết giờ được gì thế không? Tường tọa chắc chắn là bây giờ cái bài học này mình sẽ học tiếp nữa quý vị. Mình cứ học hoài, mình đọc hoài á, mình đọc hoài để mình nhập tâm đi quý vị. Thôi thì bây giờ sư cũng nói mà sư cũng nhập tâm nữa, sư cũng quên bây giờ đã lố hết 8 phút 9 phút rồi. Thôi giờ sư tạm biết cho quý vị, để quý vị nãy giờ sư cũng nói rồi, sư cũng ôn lại để cho quý vị nghe. Nhiều khi mình cũng có cái mình muốn niệm cái gì đó, mình niệm Buddha hay là thăm mô hay sang khô gì đó, mình niệm để mình nó trở thành cái pháp, cái thuật ngữ trong tâm của mình, để mình biết rằng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng cũng là cái pháp tùy niệm, cũng rất là đặc biệt. Thôi bây giờ thì quý vị lên hồi hướng như quý vị. Sa thú lành thay, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính chương chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa di diệu Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, phung tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư
chư công đức và quỷ đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm một Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt A Di Đà. Yang kincik pusawa gamang kapa pangiriyam makaye lavaja manasa dinase sukatang kapangita. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhưng mẹ cha thầy cô thân nhân tiền tiền quá ban còn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền cầm xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng được kiếm nhà nhà thương chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thượng phẩm bao tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thân cũng hòa vì nhân sơ sapang sumangkalang kakan tu sapa diwata sapa buta lupa wena soti ontu irontarang utu sapang sumangkalang kakan tu sapa diwata sapa